trong hơn 100 người nhiễm bệnh sán dây lợn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập thì tại xã Phú Nghĩa chiếm 9,19%, cụ thể là 26 trên 283 mẫu xét nghiệm, ở Đắc Ơ là 14,9%, cụ thể là 48 trên 322 mẫu xét nghiệm, xã Bù Gia Mập chiếm 11,37%, tức 34 trên 299 mẫu xét nghiệm. Để tìm hiểu thực hư, phóng viên Miền Đông 24 giờ đã có mặt tại Bù Gia Mập, một trong những huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, nơi mà cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Điều đáng chú ý là theo ghi nhận của chúng tôi, một số người đồng bào dân tộc thiểu số tại đây hiện vẫn còn giữ thói quen nuôi heo thả rông, một trong những yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến bệnh sán dây lợn. Người dân ăn sử dụng những thực phẩm mà không được nấu chín thì sẽ nhiễm ấu trùng sán dây lợn. Sau đó thì nó phát triển lên thành sán trưởng thành ở trong cơ thể. Và sau đó thì là trong đường tiêu hóa và thải tiếp tục thải ra môi trường. Nếu mà không được ăn uống không hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, không ăn chín, uống chín thì sẽ dễ bị nhiễm ấu trùng sán. Điển hình là tại hồ nuôi con Điểu Yên tại thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, nơi vừa được phát hiện trong thịt heo có bị nhiễm ấu trùng sán dây. Thế nhưng khi được phóng viên hỏi rằng có biết gì về bệnh sán dây lợn hay không, thì ông Yên hoàn toàn lắc đầu và trả lời một cách hết sức ngây ngô như thế này. Thì nhà đây thì nuôi heo nuôi chó thì chưa chích ngừa, rồi đó thì thiệt. Còn nói mà bệnh là heo hay là bị tiêu chảy hay là bỏ ăn thì cái đó thì mình kêu thú y nó vô chích thì mình trả tiền cho người ta. Và thưa quý vị, tùy thuộc vào vị trí nang sán trong cơ thể người mà có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, bản thân mỗi người chúng ta cần ý thức, chủ động trong việc phòng tránh bệnh sán dây lợn. Không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái, rau sống không đảm bảo vệ sinh. Quản lý phân tươi, nhất là những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành trong ruột. Không nuôi lợn thả rông. Quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn. Người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa bãi. Miền Đông 24 giờ, bản tin đặc biệt cho khu vực Đông Nam Bộ. Hãy đón xem bản tin Miền Đông 24 giờ, 18 giờ mỗi ngày trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Bình Dương.